Lực lượng cảnh sát, bài binh bố trận, trang bị đầy đủ vũ khí nhanh chóng ập tới. Đội đặc nhiệm chống bạo động trên tay cầm dụng cụ phá cửa phá khóa, chớp lấy thời cơ xông vào nhà dân để tấn công và truy bắt nhóm tội phạm. Cảnh sát hô lớn yêu cầu những người có mặt trong nhà phải giơ tay lên không được nhúc nhích. Cô gái tóc vàng đứng cạnh cửa sợ thấy mức mặt tái mét, luống cuống không biết phải làm gì. Hóa ra cả đám người này bị nghi vấn có liên quan đến vụ án buôn lậu ma túy rất nhiều chiếc hộp gỗ được xếp trong container chuẩn bị vận chuyển từ mỹ tới đài loan thoạt nhìn cứ tưởng bên trong xếp đồ nội thất nhưng khi cục điều tra an ninh nội địa và hải quan hoa kỳ cho tách ra trong lúc kiểm tra hàng xuất khẩu mới phát hiện hóa ra có một khối lượng khổng lồ hoa cần sa được kẹp giữa những lớp gỗ vì vậy ngay lập tức đã thông báo cho cảnh sát đài loan Kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ này là một người đàn ông Đài Loan họ cao 64 tuổi đã sang Mỹ để cùng bàn mưu tính kế với nghi phạm họ tôn 62 tuổi. Sau đó nghi phạm họ tôn đã trồng cần sa tại California rồi vận chuyển về Đài Loan. Nghi phạm họ cao sẽ phụ trách vấn đề làm thủ tục hải quan. Nhờ sự hợp tác của hai bên Đài Loan và Mỹ đã thành công tóm gọn cả năm nghi phạm, triệt phá được vụ án buôn lậu 1,2 tấn hoa cần sa có tổng giá trị khoảng 1,8 tỷ đài tệ. Theo thông tin của Cục Cảnh sát Hình sự Đài Loan được biết, sau khi chương trình sáng kiến an ninh container của Mỹ CSI đã bí mật cho lấy ma túy ra, sau đó cho phép xuất khẩu một lô hàng và đã thuận lợi vận chuyển đến Cảng Cơ Long vào tháng 11 năm ngoái rồi cho tiến hành giám sát theo dõi container tại Cảng Cơ Long và thuận lợi bắt được nghi phạm. Nhờ sự hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ, huy động Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ để truy quét các tập đoàn buôn bán ma túy xuyên quốc gia đã thành công chặn đứng vụ buôn lậu hoa cần sa lớn nhất trong lịch sử. Nghi phạm của vụ án không những tuột mất khoản lợi nhuận cách xù mà còn phải trả giá bằng việc phải ngồi tù.